Các công xin chào mọi người. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3258, Chiến Thần trở về Tam. Có cần phải vậy sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, một chút hứng thú đều không có. Thử một chút, biết người biết ta, tương lai nói không chừng muốn đánh. Vậy làm sao làm? Ta tiến đi dẫn một cái đi ra, ngươi chờ ở tại đây. Diệp Thiếu Dương nhún vai, Lâm Tam Sinh thế là đi. Qua có một khắc đồng hồ tả hữu, Diệp Thiếu Dương nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, Lâm Tam Sinh ở phía trước chạy vội, sau lưng một thiếu niên trong tay dẫn theo một thanh đạo kiếm đuổi theo hắn. Diệp Thiếu Dương dùng quần áo che mặt lại. Lâm Tam Sinh chạy đến Diệp Thiếu Dương bên người, hướng phía sau hắn vừa trốn, thấp giọng nói ra. Hắn gọi là Diệp Thần, địa tiên cảnh giới. Nhìn ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn đối phương so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi, đoán chừng cũng liền chừng 20 tuổi, lại là địa tiên cảnh giới, trong lòng giật mình. Diệp Thần nói, ta biết ngươi có mai phục, nhưng ta không sợ, ta chỉ là không biết mục đích của các ngươi. Hắn đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt, nói, xem ngươi rồi. Ngươi là ai? Diệp Thần hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không muốn nói chuyện, vậy ngươi liền động thủ đi, ta sẽ để cho ngươi mở miệng. Diệp Thiếu Dương đối với hắn ngoắc ngón tay. Diệp Thần thật nổi giận, hắn là tam giới minh nòng cốt, mặc dù không phải đứng đầu nhất mấy cái kia, tại pháp thuật giới cũng là nói một không hai nhân vật. Cùng người đánh nhau luận võ cái gì, cho tới bây giờ đều là làm cho đối phương xuất thủ trước, lúc nào bị như thế khiêu khích qua? Hay là ngươi trước đi, miễn cho ngươi nói ta họ Diệp, không cho cơ hội. Họ Diệp, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới hắn họ Diệp, lúc đầu là không phải là cái gì thế gia vọng tộc, không chừng còn có thể trèo lên thân đâu, lập tức không có gì hào hứng rồi, phất phất tay nói, ngươi đi đi. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện, ta còn tưởng rằng là câm điếc. Diệp Thiếu Dương lông mày nhảy một cái, quay người đối Lâm Tam Sinh nói, cảm giác không có gì ý tứ, đi thôi. Muốn đi thì đi sao? Diệp Thần do dự một chút, bóp cái kiếm quyết đâm về Diệp Thiếu Dương hậu tâm. Diệp Thiếu Dương một cái lắc mình nhường qua, câu mày nói, ngươi dùng đạo kiếm là hướng người hậu tâm đâm, còn cần bảy thành tu vi, ngươi không sợ đem ta đâm thương? Diệp Thần giật mình, nghĩ thầm, hai người đều không có tiếp xúc, hắn sao có thể tính ra chính mình dùng bảy thành tu vi? Ta sẽ không giết ngươi, nhiều nhất đâm bị thương ngươi, dạy cho ngươi một bài học. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, ngươi là nguyên thần người sao? Nguyên thần? Diệp Thần nhưng thật giống như nhận định sự thật này,
hừ lạnh nói: "Không biết các ngươi trò quỷ gì, có gan liền công khai đến thôi. Ta Diệp Thần sợ các ngươi hay sao?" Diệp Thiếu Dương nói: "Ngươi gọi Diệp Thần, không gọi Diệp Lương Thần, nên sợ vẫn là phải sợ. Bớt nói nhảm, trước giam giữ ngươi lại nói." Diệp Thần cũng không còn khách khí với hắn, một tay kết ấn hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới, trong miệng nói ra: "Đã ngươi sợ đạo kiếm đả thương ngươi, vậy ta dứt khoát dùng một cái tay cũng có thể bắt ngươi." Diệp Thiếu Dương đưa tay bóp quyết, đối với bàn tay hắn vỗ tới, chỗ bóp quyết đúng lúc là khắc hắn. Diệp Thần chiêu thức đã xuất, lại lâm không biến trận, đổi một cái pháp quyết tới áp chế Diệp Thiếu Dương. Hai người vỗ một chưởng, Diệp Thần tay không rời đi, đắc ý cười một tiếng, tiếp tục biến trận. Lâm Tam Xanh thông qua thần thức nói với Diệp Thiếu Dương: "Tiểu tử này đặc điểm lớn nhất chính là xuất thủ nhanh, pháp quyết biến ảo, trong chớp mắt có thể biến ảo 10 lần trở lên. Đương thời, thứ nhất, danh xưng nếu như không cần thực lực tới áp chế, không ai có thể nơi tay pháp bên trên thắng nổi hắn." Dạng này, Diệp Thiếu Dương cũng thay đổi huyễn pháp quyết, đi theo hắn tiết tấu. Đúng rồi, hắn đã từng nói năng lỗ mãng, nói mình là 500 năm qua pháp quyết người thứ nhất, nói coi như Diệp Thiếu Dương phục sinh, so pháp quyết cũng đánh không lại hắn. Ngươi không phải đang khích bác à? Có cần phải sao? Diệp Thiếu Dương không tiếp tục để ý, một tay không ngừng biến ảo pháp quyết, cùng Diệp Thần liên tục đối công. Trong nháy mắt hai người cũng đã biến hóa 10 tay trở lên. Diệp Thần là càng đánh càng kinh, Diệp Thiếu Dương lại mặt mỉm cười. Bất quá, dùng quần áo che mặt, Diệp Thần nhìn không thấy. Bình tĩnh mà xem xét, tiểu tử này thủ pháp xác thực nhanh, xem như nhất tuyệt, nhưng là thật không phải kiêu ngạo, so với hắn lợi hại hơn chúng các phái vàng quán chủ, xiển giáo một đời tông sư đều không phải là Diệp Thiếu Dương đối thủ. So tốc độ tay cùng ứng biến, hắn cho tới bây giờ liền không có thua qua a. Phanh phanh phanh, hai người cực nhanh liền đối 10 mấy chưởng, đến 15 tay trở lên, Diệp Thần không được, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương chậm chạp tiến lên, tiếp tục tiến công, nhưng chỉ so pháp quyết, bàn tay liền 2 thành tu vi đều không dùng đến bên trên. Đột nhiên, một đạo lãnh quang đối với bả vai phóng tới, là Diệp Thần đạo kiếm trong tay. Diệp Thiếu Dương tay trái cùng hắn tiếp tục đối công, tay phải 2 chỉ bóp quyết, trong nháy mắt kẹp lấy kiếm phong, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đoạt lấy, ném đến nơi xa. Tay trái bỗng nhiên phát lực, pháp quyết liền biến. Diệp Thần trong lúc nhất thời chỉ thấy trước mặt tất cả đều là bàn tay, quá sợ hãi, sai bước lui lại, vẫn bị một đạo trưởng ảnh đánh trúng, bay rơi trên mặt đất, phốc phốc phun ra một ngụm máu. "Vốn chính là cùng ngươi so tài một chút, tiểu tử ngươi không chính cống, ta cũng không phải ngươi cừu nhân, không cần thiết tính như vậy kế ta."
Diệp Thiếu Dương trong lòng rất khó chịu, xoay người rời đi. Ngươi không phải nhân loại, ngươi là cái nào không gian tới, là không giới hay là tu la giới? Diệp Thần nhìn qua hắn bóng lưng, hô to: ta biết nguyên thần bọn hắn đều bái tu la giới sư phụ. Nếu như ngươi là đến dò xét ta, muốn thu ta làm đồ đệ, ta 100 nguyện ý. Ngươi không hợp cách. Được rồi, Diệp Thiếu Dương đi xa. Diệp Thần vội vàng đứng lên đuổi theo, nhưng không thấy Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh thân ảnh. Trong lòng tràn đầy ảo não, hắn hiện tại nhận định hai vị này là tu la giới tới tìm người ở giữa pháp sư thu đồ đệ loại sự tình này đi. Qua mấy tháng ở nhân gian đã phát sinh nhiều lần, nguyên thần, nguyên tịch, Lý Mạc Hiên, Tôn Vũ Đồng, các loại đều bị tìm. Mặc dù cá nhân đều nghiêm ngặt giữ bí mật, nhưng sự tình vẫn là bị mọi người đoán cái đại khái. Chính mình ngàn vạn lần không nên đối tiên nhân đánh lén, trêu đến người ta sinh khí. Lúc đầu tốt, cơ duyên tốt, bị phá hư rồi. Diệp Thần tức giận tới mức phiến mặt mình. Còn những cái khác khả năng, hắn căn bản sẽ không đi. Bởi vì nhân gian không có khả năng có tuyệt thế cường giả như vậy. Thế nào? Lâm Tam Sinh cùng sau lưng Diệp Thiếu Dương truy vấn. Đây là hàng hai tuyển thủ, so Mộ Hàn còn kém chút. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút nói: nói như vậy, một đường mấy cái kia khả năng so với lúc trước Mộ Hàn mạnh hơn một điểm cũng rất không dễ dàng. Hắn đối với người ở giữa pháp sư thực lực xem như có cái đại khái hiểu rõ. Nâng lên Mộ Hàn, ngươi biết hắn đi nơi nào? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới hắn đi linh giới, trở thành một đời mới thi vương. Thi vương? Diệp Thiếu Dương chấn kinh. Năm đó Thiên Khí Sơn bên trên còn có còn lại tướng thần chi huyết, tại nữ bạt dưới sự hỗ trợ toàn nhường Mộ Hàn hấp thu, hắn thực lực tăng nhiều, trở thành thi vương. Diệp Thiếu Dương chấn kinh, bất quá nghĩ lại, kết quả này cũng là nghĩ ra được. Mộ Hàn ở trên Long Hổ Sơn bị đả kích, đạo tâm triệt để bị phá hủy. Người như vậy một khi bắt đầu sa đọa, vậy liền sẽ triệt để rơi vào hắc ám, vạn kiếp bất phục. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3259, Chiến Thần trở về 4. Nghĩ đến hắn ban sơ đạo tâm, cũng là nghĩ dẫn đầu pháp thuật giới quật khởi, tái hiện pháp thuật thịnh thế, bây giờ lại rơi vào kết cuộc này, thật là khiến người thổn thức. Hắn sai lầm lớn nhất chính là đánh giá cao lực lượng của mình cùng đạo tâm, mà lại lòng dạ nhỏ mọn, bài xích đối lập. Nói cho cùng, đây chính là cái đáng hận mà có thể buồn người. Lâm Tam Sinh nói tiếp, bất quá hắn cái này thi vương cũng không phải dễ làm. Hết thảy đều muốn nghe nữ bạt. Nói chẳng ra là hắn chỉ là nữ bạt trai lơ. Hiện tại nữ bạt cũng so năm đó càng thêm cường đại hơn nhiều. Bây giờ bọn hắn nghe nói Minh Hà lão tổ phải vào phạm nhân gian ở giữa, cũng rục rịch dự định lội cái này một đợt vũng nước đục.
Hai người lại hàn huyên một hồi, Lâm Tam Sinh hỏi Diệp Thiếu Dương dự định, sau đó đem lão Quách mới nhất địa chỉ cho hắn, sau đó cũng phải đi về, dù sao hắn hiện tại là quyền nghiêng không giới Trung Sơn Vương, bình thường sự tình rất nhiều, không thể lâu dài rời đi không giới. Hai người tạm biệt, Diệp Thiếu Dương nhìn qua hắn một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lâm Tam Sinh có chút cảm động nói ra: "Ngươi đừng khổ sở, chỉ là nhất thời phân biệt. Ngươi đi trước tìm lão Quách, nhớ kỹ phải cẩn thận, đừng để người phát hiện ngươi. Ta qua trận đi tìm ngươi." "Không phải, ta là muốn nói, ngươi có tiền sao? Cho ít tiền ta hiện tại người không có đồng nào, nhưng ta đói rồi." Diệp Thiếu Dương đem hai cái miệng túi móc ra, sờ đến một đống bạc vụn, còn có một khối đồng bạc, đều là tại dân quốc dùng. Lâm Tam Sinh cười khóc: "Ta một cái quỷ hồn, nơi nào có tiền, ngươi nghĩ biện pháp lời ít tiền trước à, ta đói à." Từ khi xuống mộ sau đó, Diệp Thiếu Dương một mực không có ăn xong, còn cùng vô cực quỷ vương đánh như vậy một trận, sau đó lại một đường bị đuổi giết, hắn năng lượng tiêu hao rất lớn, bây giờ trở lại nhân gian là thật đói bụng. Lâm Tam Sinh gãi đầu một cái. "Không phải vậy, ngươi lại đi tìm cái Diệp thần kia, trên người hắn khẳng định có tiền, ngươi ơi đi đoạt điểm ăn cơm trước điểm lót." "Ta không phải tội phạm cướp bóc." Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay: "Được rồi, nói cho ngươi vô dụng, ta trên đường đi, đi nhặt điểm rác rưởi, sắt vụn cái gì, tìm địa phương bán đi." Lâm Tam Sinh bật cười: "Đường đường nhân gian thiên sư Diệp Thiếu Dương, thế mà luân lạc tới muốn đi nhặt đồ bỏ đi sắt vụn tình trạng." Hai người phân biệt. Trước đó chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, nhưng là Diệp Thiếu Dương càng chạy càng đói, điện thoại không có, một phân tiền cũng không, lại không thể thật đi đoạt, chờ hắn tìm tới một cái trấn nhỏ, đã đói đến choáng đầu hoa mắt, rơi vào đường cùng, thật đi nhặt bình nước sôi, bình nước suối khoáng rồi. Một cái lão thái thái mang theo cháu trai tại dạo phố, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trên mặt đất nhặt cái bình, trên thân còn quần áo rách rưới trường sam, đi nhanh lên xa cảnh cáo cháu trai: "Thấy không, tuổi còn trẻ liền nhặt đồ bỏ đi rồi. Ngươi nếu là không học tập cho giỏi, tương lai chính là kết cục này." Ngoạ tào, Diệp Thiếu Dương đem nhặt được mười mấy cái bình toàn quẳng xuống đất, nhưng phát tiết sau đó lại qua từng cái nhặt lên, cùng người nghe ngóng những nơi tiệm ve chai vị trí, một đường đào thùng rác nhặt cái bình đi qua, tới chỗ người đều nhanh đói xong chóng mặt rồi, đem cái bình cùng sắt vụn bán mấy khối tiền, nhanh đi bên cạnh một nhà Lan Châu mì sợi muốn một tô mì ăn. Ăn mì xong có sức lực rồi, Diệp Thiếu Dương trong túi còn lại 4 mao tiền. Nghĩ đến chính mình cái này, người không có đồng nào, từ cái này bên trên tha đi Xuân Thành, được có hơn ngàn cây số, đi đường mà nói thật là thiên hoang địa lão rồi, liền xem như đi Thạch Thành cũng không dễ dàng.
Trên người mình liền bốn mao tiền. Diệp Thiếu Dương ngồi tại tiệm mì sợi bên trong, không nhìn chủ cửa hàng, ghét bỏ ánh mắt, suy tư chính mình phải làm gì. Được gọi điện thoại tìm người đến đón mình, mặc dù qua vài chục năm nhưng là đoàn người dãy số hắn cũng còn nhớ kỹ. Thế nhưng là sờ lên miệng túi của mình liền bốn cái một cọng lông tiền xu, mà lại chính mình thời đại kia liền không có cái gì điện thoại công cộng rồi, cái này thời đại đoán chừng càng không có. Lão bản, điện thoại có thể mượn dùng bên dưới sao? Ta có thể đưa tiền. Diệp Thiếu Dương ưỡn nghiêm mặt đi tìm lão bản mượn điện thoại. Lão bản trên dưới nhìn hắn một cái khó chịu hỏi, đánh tới chỗ nào? Thạch Thành. À, ra bớt đi, đường dài à. Ta có thể cho ngươi tiền. Diệp Thiếu Dương dùng bàn tay bẩn thỉu lấy ra bốn cái một cọng lông tiền xu. Lão bản khóe mắt lật ra đi lên nói ra, điện thoại di động ta hết pin rồi. Ngươi chỉ cần cho ta mượn, quay đầu có người tới đón ta, ta cho ngươi 10 đồng tiền. Ngươi một cái nhặt ve chai, ai tới đón ngươi à? Thu nhận chỗ sao? Lão bản, ngươi miệng này đừng độc như vậy có được hay không? Diệp Thiếu Dương nổi giận. Tiểu huynh đệ, ta có điện thoại, ngồi ở trong góc một cái ăn cơm, người trẻ tuổi đưa di động đặt lên bàn. Diệp Thiếu Dương đi qua, cảm giác được người trẻ tuổi kia trên người linh lực, lại tưởng tượng liền hiểu. Hỏi ngươi là Tam Thanh Sơn đệ tử đi. Pháp sư trong đám người vốn là rất thưa thớt, nơi này lại rời Tam Thanh Sơn gần như vậy, tám thành chính là Tam Thanh Sơn đệ tử. Người trẻ tuổi giật mình nhìn qua hắn nói, làm sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương cười nói, ta ở trên núi gặp qua ngươi. Nha, người trẻ tuổi cười cười, đưa di động cho hắn nói, ngươi chưa ăn no đi, thêm một chén nữa mặt. Đa tạ. Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại di động lên, hướng hắn cười cười, quay người đi ra ngoài. Người trẻ tuổi do dự một chút, nhưng vẫn là ngồi ngay thẳng. Chủ tiệm nói ra, ngươi mau đuổi theo hắn à. Hắn một cái ăn, cái này ăn mày, vạn nhất bắt ngươi điện thoại chạy đâu. Hắn là sẽ không, ta nhìn hắn không giống loại người này. Diệp Thiếu Dương nghe thấy, trong lòng có điểm cảm động, đến ngoài cửa, theo dãy số thời điểm, hắn nhớ tới Lâm Tam Sinh mà nói, tứ bảo bọn hắn sợ là có người theo dõi, hay là trước không muốn tìm hắn, nghĩ tới nghĩ lui, hắn gọi cho Chu Tĩnh Như dãy số, vài chục năm rồi, cái số này không biết nàng còn cần không dùng, điện thoại thế mà thông. Diệp Thiếu Dương tâm tình lập tức kích động lên. Giờ phút này, Chu Tĩnh Như ngay tại họp, nghe một cái bộ hạ báo cáo tình huống. Điện thoại di động vang lên, nàng cầm lên nhìn thoáng qua là cái số xa lạ, không biết có phải hay không là chào hàng. Nàng cho ấn, kết quả điện thoại lại đánh tới. Chu Tĩnh Như làm tấm gương tốt, họp thời điểm là tuyệt sẽ không nghe. Đây cũng là đối cấp dưới tôn trọng. Thế là đưa cho thư ký, nhường nàng đi đón, chính mình tiếp lấy lắng nghe báo cáo. Đàm luận chính là vô cùng trọng yếu một cái hoạt động thương nghiệp. Nàng lần này về nước chủ yếu chính là xử lý chuyện này, tự nhiên không thể phân tâm. 2 phút đồng hồ sau, thư ký qua đây nhỏ giọng nói, là tìm ngươi, muốn ngươi nghe điện thoại. Ta họp đâu? Hắn nói tìm ngươi có đặc biệt chuyện gấp gáp. Ta họp đâu?
Chuyện gì so cái này trọng yếu? Chu Tĩnh Như phất phất tay, thư ký đi tới một bên đi. Lễ phép một điểm hỏi một chút hắn là ai, liền nói ta một hồi đi qua. Thư ký gật đầu vừa nói, hắn nói rồi hắn họ Diệp, gọi ta quên rồi là ngươi, một cái lão bằng hữu. Chu Tĩnh Như tập trung tinh thần đang nghe báo cáo, mới đầu không có phiến chú ý, đột nhiên ý thức được cái gì hỏi, kêu cái gì? Thư ký đối với điện thoại lại hỏi một lần, trả lời. Hắn nói, hắn gọi Diệp Thiếu Dương. Vừa về phát là đã gọi cho người tình cũ rồi. Video hôm nay của Khắc Công đến đây là hết. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo của Khắc Công. Tội nghiệp thanh niên, thiên sư huyền thoại Diệp Thiếu Dương phải đi nhặt ve chai kiếm tiền ăn mì tôm. Tạm biệt các bạn nhé.